ví dụ nó nghiêng qua đây thì cánh lái nghiêng qua đây cái cánh lái đánh lái một góc quá lớn rồi nó nghiêng ngược lại, nó bị dư ngược lại, xong cái bắt đầu cái cánh lái bên này nó đánh ngược lại, cái nó nghiêng qua đây, nó bị đánh quá nhiều á các bạn, cánh lái bị đánh nhiều á, cái nó cứ lắc qua lắc lại như nè, nó cứ lắc qua lắc lại như nè. Ok, hello anh em, hôm nay đi test cái mạch cân bằng. Thì quẩn test với Su 27 và TXW24OL. Thì cái con Su 27 này là con mới các bạn, cái con cái kit cũ á, nó nát quá rồi. Nên là mình cho nó vô viện bảo tàng luôn rồi, mới dán lại cái kit mới. Thì hôm nay á, là đi để mình fix lại cái con MBU. Thì bữa hôm trước á, là cái con MBU á, mình đang để còn fix nó. Nó nhạy quá đi, cái hành ga là nó bị lắc cái đuôi, nó bị lắc như thế này nè các bạn. Thì hôm nay là mình đi để mình fix lại cái đó. Thì nói chung á, là hiện tại là mình vẫn chưa làm cái video hướng dẫn cho anh em làm cái mạch cân bằng, là tại vì nó chưa có hoàn hảo. Mình phải đi test đồ này nọ ok hết, cái phần firmware, phần code nó ok hết thì mình mới làm video. Đến thời điểm này mình làm video này là mình vẫn chưa làm cái phần cái video mà hướng dẫn cho anh em làm mạch cân bằng nữa, để mình test hôm nay ok hết rồi thì mình mới làm video hướng dẫn cho anh em, giải thích code rồi này nọ. Ok, mình vừa mới setup xong đây nè. Đây, vừa mới setup xong. Đây mạch cân bằng. Thì hôm nay là mình có đem cái máy tính theo luôn. Trời hôm nay cũng khá đẹp. Mình có đem máy tính theo để mình sẵn, ví dụ nó chưa ok thì mình sẽ lấy firmware ra mình fix lại luôn. Còn hơi lắc các bạn. Cũng còn hơi lắc cái đuôi, hơi lắc nhẹ. Cái kiếm này là mới bay lần đầu luôn á. Cái kiếm này mới bay lần đầu luôn, hơi lắc. Sao lắc dữ vậy ta? Ôi lắc ghê lắm bạn ơi, lắc hơn hồi trước nữa. Hôm nay là đỡ gió. Cái này mà gió nhiều là ôi lắc kìa. Ôi sao lắc dữ ta. Hơi lắc. Lắc nhiều luôn chứ không phải là hơi lắc nữa. Ôi lắc kìa. Không ổn rồi. Bây giờ phải để mình hạ nó xuống rồi mình còn fix lại mới được. Coi lại cái code. Tình hình là nó khá là lắc nha. Để sao kỳ cho ta, để mình nghiên cứu lại coi. Khá là lắc. Ok anh em, thì tình hình là mình mới test từ nãy giờ thì mình mới thấy là không phải là do con MBU nó nhạy. Không phải là do con MBU mà là nó do cái khi mà mình nghiêng á, do cái code của mình là khi mà mình nghiêng thì nó cái cánh lái nó đánh quá nhiều đi. Cái máy bay nó chỉ nghiêng nhẹ cái thôi
là cái cánh lái nó đã đánh mũi gốc quá lớn đi, nó dẫn lưới là nó bị dư lái. Ví dụ nó nghiêng qua đây thì cánh lái nghiêng qua đây, cái cánh lái đánh lái mũi gốc quá lớn rồi nó nghiêng ngược lại, nó bị dư ngược lại, xong cái bắt đầu cái cánh lái bên này nó đánh ngược lại, cái nó nghiêng qua đây, nó bị đánh quá nhiều á các bạn, cánh lái bị đánh nhiều á, cái nó cứ lắc qua lắc lại như nè, nó cứ lắc qua lắc lại như nè. Thì cái này á là do cái cốt, mà cái cốt này á phải sửa tương đối nhiều, thành ra là cái này phải về mình cốt lại, chứ bây giờ ở đây thì không kịp thời gian để mà mình chỉnh sửa ở đây luôn. Đấy, thì từ nãy giờ mình nghĩ là do nguyên nhân đó, chứ không phải là do con cảm biến nó nhạy các bạn. Cảm biến như thế này là ok rồi. Đấy, tức là do nó đánh lái nhiều các bạn, nó nghiêng qua đây, nó nghiêng góc nhỏ quá. Nhưng mà cái cánh lái nó đánh lái lớn quá, cái nó khi mà nó bị nghiêng đúng không, nó nghiêng qua đây, cánh lái bên đây nó đánh lên thì nó đánh lái mạnh quá đi, dẫn đến máy bay nghiêng ngược lại qua đây. Khi mà nghiêng ngược lại qua đây thì cánh lái nó đánh bên đây đánh nhiều quá, cái nó nghiêng ngược lại qua đây, nó cứ mãi như vậy nè. Đấy, thành ra là mình bay mình thấy nó bị lắc cái đuôi, mình bay mình thấy nó cứ lắc lắc như thế này nè các bạn. Thì do là mình nghĩ là vậy, do nó đánh lái nhiều quá. Ok, thì bây giờ lỡ test rồi nên là mình sẽ đi mình test bay cho hết mấy cái ba cục pin này, xong rồi về mình code lại, mình coi lại firmware, xong rồi mình phải ra mình test một lần nữa. Test cái mạch này hơi mất thời gian ha, lần này lần thứ hai rồi, cái mạch cân bằng này đi test lần thứ hai rồi đó, là còn một lần nữa, mà lần sau chưa chắc là ok nữa. Ok, thì bây giờ nó rõ nguyên nhân là vậy rồi các bạn. Thì bây giờ bay chắc bay 1-2 vòng nữa rồi về, xong phải fix lại cái firmware này mới được. Thì mình nói chung là cũng đang đoán thôi, đang đoán nguyên nhân là vậy. Nó lắc khá là nhiều các bạn, lắc cái đuôi khá là nhiều chứ không ít. Bay gió nhẹ thì đỡ, nhưng mà gió mạnh thì nó lắc nhiều các bạn. Thấy này nó đỡ nè. Nhưng gió mạnh thì nó lắc quá. Này nó đỡ hơn các bạn. Gió tương đối đứng gió thì nó đỡ, còn mà gió mạnh quá thì nó lắc. Ôi lắc kìa.